Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải. Lúc đó Đức Phật từ bi, sợ đại chúng chẳng minh bạch đạo lý này, cho nên dùng kệ để thuật lại. Kinh văn. A Dật Đa nên biết, các đại Bồ Tát đó từ số kiếp đến nay tu tập trí của Phật, đều do ta giáo hóa, khiến phát đại đạo tâm, họ đều là con ta, nương trụ thế giới đó. Thường tu hạnh đầu đà, ý thích nơi chỗ vắng, bỏ đại chúng ồn náo, chẳng ưa thích nói nhiều. Giảng giải. Đức Phật thuật lại nghĩa lý kinh Trường Hàng ở trên, gọi một tiếng A Dật Đa. Các ông nên biết, các đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, họ từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều tu học trí huệ của Phật, dũng mãnh tinh tấn, chẳng khi nào giải đãi. Các đại Bồ Tát đó từ ban đầu phát tâm cho đến bây giờ thành đại Bồ Tát, đều do ta giáo hóa, khiến cho họ phát tâm tu Phật đạo vô thượng. Đó đều là những đệ tử thuở xưa ta giáo hóa, hiện tại họ nương trụ trong hư không, ở dưới cõi ta bà. Hiện tại từ dưới đất giọt lên đến pháp hội làm ảnh hưởng chúng, ảnh hưởng đại chúng phát bồ đề tâm, tức cũng là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Những vị đại Bồ Tát đó đều tu hạnh đầu đà, tức là tu khổ hạnh. Chí nguyện của họ thích nơi vắng lặng, xa lìa đại chúng ồn não, tức cũng là xả bỏ phiền não. Tóm lại, đều bỏ lìa phiền não kiến tư, tức thấy nghĩ, phiền não trần sa, phiền não vô minh, họ chẳng thích nói nhiều, giữ sự yên lặng. Hạnh đầu đà có quy định 12 hạnh. 1. Y phấn tảo. Lượm vải cũ rách mà người ta bỏ ở đống rác, giặt sạch rồi may thành y. 2. Chỉ có 3 y, tức là tổ y 25 điều, y 7 điều, y 5 điều. Ngoài 3 y này ra, chẳng dùng y nào khác nữa. Hai điều trên là quy định thuộc về y phục. 3. Thường đi khất thực, không nhận người khác thỉnh mời, chẳng ăn đồ vật của tăng đoàn. Ôm bát đi khất thực, khiến cho chúng sinh gieo trồng vào ruộng phước. 4. Khất thực có thứ tự, theo thứ tự từng nhà mà khất thực, chẳng lựa giàu nghèo, giới hạn là 7 nhà, chẳng khất thực nhiều hơn nữa. 5. Ngày ăn một bữa, mỗi ngày chỉ dùng một bữa, quá giờ ngọ không ăn. 6. Ăn uống có tiết lượng, chỉ ăn một bát cơm, chẳng ăn quá no. Ăn ít thì dục niệm ít, duy trì được sinh mạng là được. 7. Quá ngọ không uống nước có chất bổ, tuyệt đối không uống sữa bò và mật đường vân vân, tức là nước trái cây và cà phê cũng cấm luôn. 5 thứ ở trên là thuộc về sự ăn uống. 8. Ở chỗ A Lan Nhã, tức là ở trong thâm sơn cùng cốc, xa lìa sự náo nhiệt, khiến cho thân tâm thanh tịnh, an tâm mà tu đạo. 9. Ở nghĩa địa, ở ngoài nghĩa địa tu quán xương trắng, xa lìa năm dục, chẳng sinh tâm tham dục. 10. Ở dưới gốc cây, đêm ngủ ở dưới gốc cây, song chẳng quá 3 đêm. Quá 3 đêm thì dọn đến nơi khác, để tránh sanh tâm phan duyên. 11. Ở ngoài trời, ở dưới gốc cây còn có sự che đậy, nay vì trừ khử tâm tham nên ở ngoài trời. 12. Thường ngồi không nằm, bất cứ ở đâu cũng đều ngồi thiền tư thế kiết già, lưng không đụng chiếu. 5 điều ở trên là thuộc về chỗ ở. Người tu khổ hạnh thì giữ gìn 12 điều quy định này, bằng không thì sẽ sinh tâm tham đối với ăn mặc và chỗ ở, sẽ chướng ngại sự tu đạo. Song pháp chẳng nhất định, trước hết phải giữ điều nào trong 12 điều để tu hành. Song phải triệt để, có trước có sau, từ từ tập quán sẽ thành tự nhiên, sẽ hoàn thành quy tắc hạnh đầu đà.
Kinh văn: các con như vậy thấy, tu học đạo pháp ta, ngày đêm thường tinh tấn, chỉ vì cầu Phật đạo. Trụ ở trong hư không, phương dưới cõi ta bà, sức chí niệm kiên cố, thường xuyên cầu trí huệ, nói đủ thứ diệu pháp, tâm họ chẳng sợ sệt. Giảng giải: những vị đệ tử này y giáo phụng hành, tu học Phật đạo và Phật pháp do ta giáo hóa. Họ chỉ vì cầu Phật đạo cho nên ngày đêm sáu thời dũng mãnh dụng công chẳng giải đãi. Chúng sinh đều có xí đồ cầu tài sắc danh thực thùy năm dục. Cầu chẳng được thì sinh phiền não, nên dùng ngũ định tâm quán để khống chế. Đối với chúng sinh nhiều tham thì khiến cho họ tu quán bất tịnh. Quán sát thân này là tuổi già hồi thối, chính lỗ thường bài tiết đồ bất tịnh, chẳng có chỗ nào thanh tịnh. Đối với chúng sinh nhiều sân hận thì dạy họ tu quán từ bi. Người có tâm từ bi thì đối với bất cứ ai cũng chẳng nóng giận. Xem tất cả chúng sinh như con cái, quán như thế thì sẽ sinh tâm từ bi. Đối với chúng sinh nhiều si mê thì dạy họ tu quán nhân duyên. Quán 12 nhân duyên thì sẽ ngộ lý sinh tử lưu chuyển. Đối với chúng sinh nhiều chướng thì dạy họ tu quán niệm Phật. Đừng tu pháp môn quán không, quán giả, quán trung. Chỉ cần niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể sẽ giáng sanh thế giới cực lạc. Đối với chúng sinh tán loạn thì dạy họ tu quán sổ tức, đếm hơi thở. Lâu dần thì sẽ khống chế được dòng niệm tâm duyên ý mã, hết tâm tán loạn. Đây là quá trình người tu đạo phải tu trì. Các vị Đại Bồ Tát đó trụ ở phương dưới của cõi ta bà, trụ ở trong hư không. Sức chí niệm của họ rất kiên cố, tuyệt đối chẳng thối chuyển. Tinh thần tập trung, mặc giáp tinh tấn, cầm kiếm trí huệ, dũng mãnh hướng về trước. Luôn xuyên cầu trí huệ của Phật, nói đủ thứ các diệu pháp không thể nghĩ bàn. Họ thường hiện sư tử hống, khi nói pháp thì tâm chẳng sợ hãi. Kinh văn: ta ở thành già gia, ngồi dưới cội bồ đề, đắc được tội chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các bồ tát, khiến họ sơ phát tâm, nay đều trụ bất thối, đều sẽ được thành Phật. Nay ta nói lời thật, các ông một lòng tin, ta từ lâu đến nay giáo hóa đại chúng đó. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca nói, ta ở nước Ma Kiệt Đà ngoài thành Già Gia, bên bờ sông Ni Liên, ngồi dưới cội bồ đề, khi bắt đầu thì ta phát nguyện, nếu ta không khai ngộ thì vĩnh viễn chẳng đứng dậy khỏi chỗ này. Ngồi đến đêm thứ 49 thì thấy sao mai mọc ở hướng đông mà ngộ đạo, chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức cũng là thành tựu Phật đạo. Đức Phật thấy ngôi sao mai mọc mà ngộ đạo, bèn nói rằng: lành thay, lành thay, lành thay, hết thảy chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, song vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì có vọng tưởng. Tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì có sự chấp trước. Vọng tưởng chấp trước này che đậy chúng sinh, làm cho chẳng đặng thành Phật. Làm thế nào mà Đức Phật được thành Phật? Vì Ngài buông xả vọng tưởng chấp trước. Ngài vốn là Thái tử, ở trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, tương lai sẽ làm chuyển luân thánh vương, thống trị bốn thiên hạ. Song Ngài bỏ ngôi vua, mà còn bỏ vợ đẹp con xinh. Ngài cảm thấy sinh già bệnh chết quá khổ, cho nên xuất gia tu đạo, tìm cầu pháp chấm dứt sinh tử. Sau khi Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, trong thời gian 21 ngày ở trong định, Ngài vì pháp thân đại sĩ mà nói bộ kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Đáng tiếc, hàng tiểu thừa căn lành chẳng đủ, chẳng minh bạch đạo lý nhất chân pháp giới. Do đó,
có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo Diên Đốn. Phật vì lòng từ bi đến vườn Lộc Uyển, vì năm vị tỳ kheo nói pháp Tứ Diệu Đế, về sau lại nói pháp 12 nhân duyên, sau đó nói pháp lục độ vạn hạnh. Ban đầu nói kinh Hoa Nghiêm, sau một số người chẳng tiếp thọ được. Phật lại nói kinh A Hàm, rồi nói kinh Phương Đẳng, rồi nói kinh Bát Nhã, cuối cùng nói kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là bổn hoài của Phật, dù muốn bắt đầu nói kinh Pháp Hoa, nhưng vì quán sát căn cơ của chúng sinh chưa được chín mùi, cho nên trước hết nói về quyền giáo, tức pháp phương tiện, sau đó nói pháp thật giáo. Hiện tại căn cơ đã thành thục, cho nên nói diệu pháp vô thượng. Đương lúc đó, ta giáo hóa vô lượng vị đại Bồ Tát này, khiến cho họ sơ phát Bồ Đề đạo tâm. Bây giờ họ đều trụ ở vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, họ hoàn toàn sẽ chứng được quả vị Phật. Trước kia ta nói pháp phương tiện, bây giờ ta nói pháp chân thật. Các ông đại chúng nên chuyên tâm nhất trí để tin nhận pháp của ta nói. Trong vô lượng kiếp về trước, ta đã thành Phật đạo, do đó chẳng sinh mà thị hiện sinh, chẳng diệt mà thị hiện diệt. Dụng chẳng sinh mà thị hiện sinh ra, dụng chẳng diệt mà thị hiện diệt độ. Trong kinh Phạm Vọng có nói, ta đến thế giới ta bà đã 8.000 lần. Những vị Bồ Tát này đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới đều do ta giáo hóa khi ta thành Phật trong quá khứ. A Vật Đa, ông hỏi những vị Bồ Tát này từ dưới đất dọt lên, họ phát tâm với vị Phật nào, ai giáo hóa họ, họ tu trì pháp gì, họ đọc tụng kinh gì. Họ tu pháp môn Pháp Hoa, họ tụng kinh Pháp Hoa, họ định hộ trì kinh Pháp Hoa, họ định cúng dường kinh Pháp Hoa. Kinh Văn. Bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc và vô số các vị Bồ Tát khác đều sinh tâm nghi hoặc, lạ chưa từng có, bèn nghĩ như vậy: sao Đức Thế Tôn ở trong thời gian ngắn mà có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các đại Bồ Tát như thế, khiến cho họ trụ vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bèn bạch Đức Phật rằng: giảng giải. Lúc đó Đại Bồ Tát Di Lặc và vô số vô lượng các Bồ Tát thấy đều sinh tâm nghi hoặc, tại sao lại có việc như thế? Vì việc này rất là kỳ lạ, chưa từng thấy qua việc như vậy. Các ngài đều nghĩ rằng: sao lại có chuyện như vậy? Đức Thế Tôn trẻ như thế, còn các vị Bồ Tát từ dưới đất dọt lên đều già nua, sao có thể ở trong thời gian ngắn mà giáo hóa nhiều vị Bồ Tát như thế, khiến cho họ đều trụ quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đây là nghe việc lạ chưa từng nghe, do đó mới hướng về Đức Phật xin khai thị. Bèn bạch Phật nói: Kinh Văn. Đức Thế Tôn khi Như Lai làm thái tử ra khỏi cung dòng họ Thích, cách thành Già Gia chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm. Giảng giải. Di Lặc Bồ Tát hỏi Đức Phật: Đức Thế Tôn, Như Lai trước kia làm thái tử, vì cầu đạo giải thoát mới ra khỏi hoàng cung, đến thành Già Gia chẳng bao xa, ngồi dưới cội Bồ Đề, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ khi ngài thành Phật đến nay, bất quá chỉ hơn 40 năm mà thôi. Đức Phật 19 tuổi xuất gia tu đạo, 6 năm đầu tiên đi khắp nơi tìm thiện tri thức, tức ngoại đạo đương thời, chẳng được pháp giải thoát sinh tử. Đến núi Tuyết tu khổ hạnh 6 năm, tự tìm pháp giải thoát. Mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè để duy trì mạng sống. Lúc đó cùng tu với ngài có 5 người, bà con phía mẹ của ngài 2 người, bà con bên phía cha của ngài 3 người. Trong đó có 3 người chịu không nổi sự tu khổ hạnh mới bỏ Đức Phật ra đi, đến vườn Lộc Uyển tu hành.
Vườn này là thánh địa của ngoại đạo tu hành đương thời. Còn lại hai người phát tâm cùng tu khổ hạnh với thái tử ở tại núi tuyết, cho rằng tu hành thì phải chịu khổ. Do đó, thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Ôm chặt lấy tông chỉ, chẳng nghĩ gì khác, chuyên tâm nhất trí để cầu giải thoát. Giải hoạt nghiệp trói buộc, thoát quả khổ ba cõi. 6 năm sau, thân thể của Phật gầy như cây củi. Một ngày nọ, thiên nữ dâng cúng bát sữa, Đức Phật thọ cúng dường. Hai vị đồng tu này bèn sinh tâm nghi, cho rằng Đức Phật đã sinh tâm thối chuyển. Do đó, hai người cũng bỏ Phật ra đi đến vườn Lộc Uyển. Lúc đó, sau khi Đức Phật uống bát sữa xong, thì thân thể khôi phục khỏe mạnh, mới xuống dòng sông Ni Liên tắm rửa. Sau đó, đến dưới gốc cây Bồ Đề tĩnh tọa 49 ngày. Vào ngày mùng 8 tháng 12, khi sao mai vừa mọc, thì Ngài ngộ đạo. Lúc đó, Phật vừa đúng 30 tuổi. Sau khi Phật thành đạo, Ngài bèn quán sát nhân duyên, trước hết đến vườn Lộc Uyển, độ 5 người cùng tu, tức là 5 anh em Kiều Trần Như. Ngài nói pháp tứ diệu đế, sau khi nghe xong, họ lập tức chứng quả A-la-hán. Có bài thơ rằng, thập cửu du thành lục khổ hạnh, ngũ tuế du lịch tam thập hành, thuyết pháp độ sinh ngũ thập tuế, thị bát cộng thọ bát thập niên. Nghĩa là 19 tuổi xuất gia, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo, 30 tuổi thành đạo, 50 năm thuyết pháp độ sinh, cả thảy cộng lại 80 năm. Kinh văn: Đức Thế Tôn sau trong thời gian ngắn mà làm đại Phật sự, dùng thế lực của Phật, dùng công đức của Phật để giáo hóa vô lượng đại Bồ Tát như thế, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc lại gọi một tiếng Đức Thế Tôn. Ngài thành Phật đến bây giờ bất quá chỉ hơn 40 năm. Trong thời gian ngắn sao có thể làm đại Phật sự, độ rất nhiều Bồ Tát như thế? Nhờ thế lực của Phật, nhờ công đức của Phật mà giáo hóa đại Bồ Tát như thế, họ đều sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là đại giáo khai cận hiển diễn, nghĩa là chỉ gần để hiển xa. Đạo lý này chẳng phải là cảnh giới của phàm phu thấu hiểu được. Đức Phật nói pháp khoảng 50 năm. Có bài kệ nói rằng: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đặng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Nghĩa là trước nói Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm 12 phương đặng 8, 22 năm nói bát nhã, pháp hoa niết bàn chỉ 8 năm. Ban đầu khi Phật chứng quả với cội Bồ Đề trong 21 ngày, nói bộ kinh Hoa Nghiêm. Khi Phật 31 tuổi thì nói kinh A Hàm khoảng 12 năm. 43 tuổi thì bắt đầu nói kinh Phương Đẳng trong vòng 8 năm. Khi Phật 51 tuổi thì bắt đầu nói kinh Bát Nhã khoảng 22 năm. Lúc Phật 72 tuổi thì bắt đầu nói kinh Pháp Hoa. Lúc Phật 80 tuổi, vào ngày rằm tháng 2, trong một ngày một đêm, nói bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh văn: Đức Thế Tôn, chúng đại Bồ Tát đó, nếu như có người ở trong ngàn vạn ức kiếp tính đếm, cũng chẳng hết được, chẳng biết được bờ mé. Những vị Bồ Tát đó, từ lâu xa đến nay, ở trong vô lượng vô biên chỗ chư Phật, gieo trồng các căn lành, thành tựu đạo Bồ Đề, thường tu phạm hạnh. Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc lại gọi một tiếng Đức Thế Tôn. Nếu như có người ở trong ngàn vạn ức kiếp tính đếm số Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, cũng chẳng biết được cứu kính có bao nhiêu vị Bồ Tát. Những vị đại Bồ Tát đó từ lâu xa đến nay, ở chỗ vô lượng vô biên các đức Phật gieo trồng rất nhiều căn lành,
cho nên thành tựu Bồ Tát Đạo. Các vị đó thường tu phạm hạnh, tức cũng là thanh tịnh hạnh. Kinh văn: Đức Thế Tôn, việc như thế người thế gian khó tin, ví như có người sắc đẹp tóc đen, mới 25 tuổi mà chỉ người trăm tuổi nói đó là con ta, người trăm tuổi cũng chỉ người trẻ tuổi đó nói là cha ta, sinh đẻ nuôi dưỡng chúng ta, việc đó khó tin. Giảng giải: Đại Bồ Tát lại gọi một tiếng Đức Thế Tôn, việc như thế người thế gian không thể tin được, ví như người mặt mũi xinh đẹp tóc đen, tuổi khoảng 25, chỉ người già trăm tuổi nói, người này là con của ta sinh ra. Người già trăm tuổi đó nhận là sự thật, bèn chỉ người trẻ đó nói, người này là cha sinh ra ta. Việc như thế làm sao khiến cho người tin? Thật là khó tin. Kinh văn: Đức Phật cũng như thế, từ khi đắc đạo đến nay chưa được bao lâu, mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp, vì Phật đạo mà siêng tu hành tinh tấn, khéo nhập xuất trụ ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức tam muội, được đại thần thông, từ lâu tu phàm hạnh, khéo tu tập các pháp lành theo thứ tự, khéo về dẫn đáp là báo trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có. Giảng giải: Đức Phật cũng như thế, giống như người thanh niên chỉ người già. Từ khi Phật thành đạo đến nay chưa quá hơn 40 năm, những vị Đại Bồ Tát đó đã ở trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp về trước, vì cầu Phật đạo mà siêng tu hành dũng mãnh tinh tấn, thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, chẳng giải đãi. Các ngài khéo nhập định, khéo xuất định, khéo trụ định, có thể nhập chín thứ lớp định, tức bốn thiền định, bốn không định và diệt thọ tưởng định. Có thể xuất sư tự phấn tấn tam muội, có thể trụ siêu việt tam muội. Đó là nói theo giáo lý của Tạng giáo và Thông giáo. Nếu nói theo giáo lý của Biệt giáo thì từ sơ địa đến thập địa gọi là khéo nhập. Từ thập địa trở lại bằng con thuyền từ bi nhập vào tu diệt của hàng phàm phu thì đây gọi là khéo xuất. Từ diệu giác viên mãn thì gọi là khéo trụ. Nếu nói theo giáo lý viên giáo thì nhập pháp tánh tam muội gọi là khéo xuất. Vô duyên tam muội gọi là khéo trụ. Đó là chiếu theo tạng, thông, biệt, viên, bốn giáo mà nói về tam muội. Kỳ thật, tam muội có rất nhiều hàng trăm, nghìn, vạn ức. Những vị Đại Bồ Tát này đều đắc được đại thần thông, nhậm vận tự tại. Thần thông có lớn nhỏ khác nhau. Đại thần thông là thần thông của Bồ Tát, tiểu thần thông là thần thông của A-la-hán. Chỉ có 18 thứ biến hóa: trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, hoặc trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, hoặc vào đất như vào nước. Vào nước như vào đất, có thể đi đứng nằm ngồi ở trong hư không biến hóa mà thôi. Những vị Đại Bồ Tát này từ lâu xa về trước tu hành pháp môn thanh tịnh hạnh, khéo tu tất cả pháp lành từ cạn vào sâu, lại khéo léo trả lời những vấn đề. Đó là Bồ Tát ở trong người tôn quý nhất, rất ít có ở trong tất cả thế gian. Kinh văn: Hôm nay Đức Thế Tôn mới nói, khi đắc được Phật đạo thì đầu tiên khiến cho các Bồ Tát đó phát tâm giáo hóa chỉ bày, khiến cho họ hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Hiện tại Đức Thế Tôn mới nói, khi chứng được Phật đạo thì trước hết khiến cho những vị Bồ Tát đó phát Bồ Đề tâm giáo hóa chỉ bày dẫn đạo, khiến cho họ đều hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác Bồ Đề đại đạo. Kinh văn: Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu mà có thể làm được việc công đức lớn. Tuy chúng con tin Đức Phật tùy nghi nói pháp, những lời Phật nói ra chưa từng hư vọng. Những gì Phật biết thảy đều thông đạt, nhưng những vị mới phát tâm Bồ Tát
Sau khi Phật diệt độ, nếu họ nghe lời này thì họ chẳng tin nhận mà khởi tâm hủy bán pháp, tạo tội nghiệp. Giảng giải. Đức Thế Tôn, Ngài thành Phật chưa được bao lâu mà có thể làm được việc công đức lớn đó. Chúng con mọi người tuy nhiên tin pháp của Phật nói là tùy thuận tâm của chúng sinh mà nói tất cả các pháp. Do đó, Phật nói tất cả pháp vì độ tất cả tâm. Nếu chẳng có tất cả tâm, đâu dùng tất cả pháp. Lời của Phật nói ra chẳng bao giờ hư vọng. Những gì Phật biết, những gì Phật giác ngộ đều thông đạt vô ngại. Song chúng con e rằng tương lai hàng Bồ Tát mới phát tâm, sau khi Phật diệt độ, nếu họ nghe đạo lý này thì họ sẽ chẳng tin. Tại sao? Vì Bồ Tát mới phát tâm cho rằng Đức Phật tuổi trẻ không thể độ được Bồ Tát tuổi già. Họ sẽ không tin việc này, bèn sinh tâm hủy bán pháp, tạo tội nghiệp, tương lai sẽ đọa vào ba đường ác. Do đó, khởi hoạt tạo nghiệp, thọ báo. Kinh văn. Tuy vậy, xin Đức Thế Tôn hãy giải thích nói để trừ nghi hoặc của chúng con. Và các thiện nam tử ở đời vị lai nghe việc này rồi cũng không còn nghi hoặc nữa. Giảng giải. Bởi nhân duyên đó, chúng con đại chúng thỉnh cầu Đức Thế Tôn xin hãy giải thích nói để giải trừ sự nghi hoặc của đại chúng trong pháp hội. Chẳng những giải trừ sự nghi hoặc của chúng con đại chúng mà cũng giải trừ sự nghi hoặc của thiện nam tín nữ ở đời vị lai. Họ nghe được việc này rồi thì họ không còn sinh tâm nghi hoặc nữa. Kinh văn. Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Di Lặc muốn tường thuật lại đạo lý này, bèn dùng kệ để nói lại. Kinh văn. Xưa Phật từ dòng Thích xuất gia gần già gia, ngồi dưới cội Bồ Đề, đến nay chẳng bao lâu, các Phật tử đó thảy số đông không thể lường, lâu đã tu Phật đạo, trụ nơi sức thần thông, khéo học Bồ Tát đạo, chẳng nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trong nước, từ dưới đất mọc lên. Giảng giải. Bồ Tát Di Lặc nói: Đức Phật Thích Ca sinh ra từ dòng dõi Thích Ca, sau đó xuất gia, ngồi dưới cội Bồ Đề gần thành già già, ban đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo thành Phật. Từ khi Đức Thế Tôn thành Phật đến nay, thời gian rất ngắn, không quá hơn 40 năm. Vô lượng vị Bồ Tát đó từ dưới đất dọt lên đều là con của Phật, số đông vô lượng, không thể nào dò lường được. Dù trí huệ của Bồ Tát cũng chẳng cách chi thấu triệt được cửu kính có bao nhiêu. Các ngài từ thuở xa xưa đã tu hành Phật đạo, cho nên có đại thần thông biến hóa vô cùng. Các vị Bồ Tát đó khéo tu tập lục độ vạn hạnh Bồ Tát đạo, chẳng ô nhiễm pháp thế gian. Các vị đó tu pháp thanh tịnh xuất thế, giống như hoa sen ở dưới nước thanh tịnh, ra khỏi bùn mà chẳng nhiễm. Hiện tại, các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, đến Pháp hội Linh Sơn, nghe Phật diện nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là cơ hội ngàn vạn ức kiếp khó gặp được. Kinh văn. Đều khởi tâm cung kính, trụ ở trước Thế Tôn, việc đó khó nghĩ bàn, làm sao khiến người tin. Phật đắc đạo gần đây mà thành tựu rất nhiều, xin vì trừ chúng nghi, như thật phân biệt nói. Giảng giải. Các vị Bồ Tát từ dưới đất dọt lên, thấy đều sinh tâm cung kính đối với Phật, trụ ở trước Phật. Việc này thật là không thể nghĩ bàn, làm sao có thể khiến cho người tin. Vì sao khiến cho người không tin? Vì thời gian Phật đắc được đạo rất gần đây mà thành tựu lại nhiều như thế, giáo hóa vô lượng vô biên chúng Bồ Tát. Hy vọng Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con đại chúng giải thích nói để trừ tâm nghi hoặc của đại chúng. Khẩn cầu Đức Thế Tôn thật thà phân biệt nói rõ cho chúng con biết.
Kinh văn: Ví như người thiếu niên tuổi mới 25, chỉ người già là con, tóc bạc và mặt nhăn. Nói họ là ta sinh, con cũng nói người đó chính là cha của ta. Cha trẻ mà con già, khiến đời không thể tin. Giảng giải: Ví như người thiếu niên mới khoảng 25 tuổi, song lại chỉ người trăm tuổi nói họ là con. Người già đó tóc thì bạc, mặt thì nhăn nhó. Người thiếu niên đó nói: Người già này là con, do ta sinh ra. Người già đó cũng nói: Người thiếu niên này là cha đẻ của ta. Việc cha trẻ mà con già khiến cho tất cả mọi người thế gian không thể tin được. Kinh văn: Thế Tôn cũng như thế, đắc đạo chẳng bao lâu. Các Bồ Tát đó thấy, chí bền chẳng suy nhược. Vô lượng kiếp đến nay, luân hành Bồ Tát đạo, khéo về nạn vẫn đáp, tâm họ chẳng sợ hãi. Giảng giải: Đức Thế Tôn cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay, thời gian chẳng bao lâu mà có thể giáo hóa Bồ Tát, chỉ hướng rất vững bền như kim cang, phát thệ nguyện rất rộng lớn như biển cả. Tâm các vị đó chẳng có chút sợ hãi, ý chẳng suy nhược. Các vị Bồ Tát đó từ vô lượng kiếp đến nay phát tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, khéo về giải đáp vấn nạn, biện tài vô ngại. Tâm của các vị đó chẳng sợ hãi, chẳng thọ uy hiếp, đều thành tựu bốn vô sở úy. Đó là: 1. Tổng trì vô úy. 2. Tri căn vô úy. 3. Quyết nghi vô úy. 4. Đáp nạn vô úy. Kinh văn: Tâm nhẫn nhục quyết định, đoan chánh có uy đức, được mười phương Phật khen, khéo hay phân biệt nói, chẳng thích ở trong chúng, thường thích nhập thiền định, do gì cầu Phật đạo, trụ hư không phương dưới. Giảng giải: Các ngài dùng tâm nhẫn nhục để quyết định. Dung mạo của các ngài rất đoan chánh, đầy đủ 32 tướng. Uy đức của các ngài rất trang nghiêm, khiến cho người cung kính. Mười phương chư Phật cũng khen ngợi công đức của các ngài. Các ngài khéo phân biệt nói tất cả Phật Pháp. Các vị học Phật Pháp phải dùng Phật Pháp mới đắc được lợi ích của Pháp. Nếu không, khi cảnh giới đến khảo nghiệm thì hồ đồ. Nếu không nhận thức được cảnh giới thì sẽ bị cảnh giới chuyển. Do đó có câu: Tất cả là khảo nghiệm, xem bạn làm thế nào. Trước mắt chẳng nhận ra, phải luyện lại từ đầu. Bất cứ là cảnh giới thuận hoặc cảnh giới nghịch, bạn không cần chấp trước nó. Nếu tâm không động thì có công phu, đã đến trình độ quả hầu. Cảnh giới thuận là gì? Tức là có người khen ngợi bạn rằng vị pháp sư này giữ gìn giới luật, ngày ăn một bữa, ngủ ngồi lại chẳng giữ tiền bạc. Ngoài ba y bình bát ra, chẳng có vật gì khác. Bạn nghe những lời khen như thế, trong tâm rất hân hoan, còn ngọt hơn là ăn mật. Đó là bị cảnh giới chuyển. Cảnh giới nghịch là gì? Tức là có người phỉ báng bạn rằng vị pháp sư này ham ăn, lười làm, chẳng tu hành, ngủ suốt ngày chẳng làm việc. Nói một cách khác là nương Phật ăn bám, nương Phật mặc y áo để qua ngày tháng. Bạn nghe rồi trong tâm rất khó chịu, còn đắng hơn là ăn hoàng liên. Đó là bị cảnh giới chuyển. Chướng ngại lớn nhất của việc tu đạo là chẳng nhận thức được cảnh giới, chẳng có định lực, rất dễ bị cảnh giới chuyển, làm mất đi đạo nghiệp. Vô lượng đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, chẳng thích ở chỗ náo nhiệt, thích ở nơi yên tĩnh. Các ngài luôn luôn ở trong thiền định, đắc được cảnh giới khinh an, thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Vì cầu Phật đạo cho nên trụ ở phương dưới, ở trong hư không. Kinh văn: Chúng con từ Phật nghe, việc này nên hết nghi. Xin Phật vì vị lai, diện nói khiến họ hiểu. Nếu ở nơi kinh này, có người nghi không tin, tức sẽ đọa đường ác. Này xin Phật dạy nói, vô lượng Bồ Tát đó, sau trong thời gian ngắn,
giáo hóa khiến phát tâm, trụ vào bậc bất thối. Giảng giải. Bồ Tát Di Lặc lại nói: Chúng con đại chúng nghe Phật nói diệu pháp kinh Pháp Hoa, lại thấy những vị đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, vì được thấy được nghe, cho nên đối với việc này chẳng còn hoài nghi nữa. Xin Đức Phật vì Bồ Tát sơ phát tâm ở đời vị lai mà viện nói đạo lý này. Vì tính căn của họ chẳng kiên cố, căn lành chẳng sâu dày. Nếu như có người đối với kinh Pháp Hoa không hiểu mà sinh tâm hoài nghi, chẳng sinh tâm tín ngưỡng, thì tương lai sẽ đọa vào ba đường ác. Xin nguyện Đức Thế Tôn từ bi thương xót chúng sinh ở đời vị lai mà giải thích nói nhân duyên này. Vô lượng vô biên Bồ Tát đó, sau trong thời gian ngắn mà giáo hóa họ phát tâm Bồ Đề, trụ vào bậc bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối. Vị bất thối tức là bậc tu đạo chẳng thối thất, tức cũng là nhập bậc Bồ Tát, chẳng thối lùi về bậc nhị thừa. Nhập vào bậc thập trụ thì chẳng còn thối lùi bậc sinh tử. Hạnh bất thối, đối với hạnh pháp tu chẳng thối thất. Tu sáu pháp ba la mật chẳng thối lùi về pháp tứ đế. Nhập vào sơ địa thì hạnh bất thối lợi tha. Niệm bất thối, đối với chánh niệm chẳng thối thất. Từ bát địa trở đi được vô công dùng trí, niệm